quá xá con chuột rồi. Đây cô chú. Cháy luôn. Quá đã luôn. Đây cô chú. Hết biết con gắn chung chưa? Ôi ôi nó đã. Đó, quá ngon lành cô chú ơi. Quá sướng luôn. Vô. Đó, con gắn chung thấy kỳ lạ chưa? Rồi. Hết biết chưa? Đó. Tần Ngố TV kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Lời nói đầu tiên cho Tần Ngố TV gửi là chúc sức khỏe nha. Hôm nay gia đình nhỏ của Tèo đi gia động xúc u lương nha cô chú anh chị. À, đây Tèo chống gia túc còn kia mới có tới chỗ xúc cô chú anh chị ơi. Rồi tới chỗ về Tèo bật máy Tèo quay lên cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi đây cái ổ của Tèo đây. Và đây nữa. Đó. Hôm trước thì Tèo độn thêm vài cái nữa nha. Và đi vòng ra ngoài bờ sáng ngoài kia. Rồi để Tèo dựng máy Tèo xúc cho cô chú anh chị mình xem nha. Đi cái này nắng quá trời nắng. Rồi cái đầu kia tiên luôn cô chú ơi, hốt liền đó. Hai đứa con Tèo Tèo cho vô cây xài cho nó mát nha, giờ này cũng còn nắng quá cô chú anh chị ơi. Đây cái đầu tiên đây đó. Đây giờ Tèo nha. Rồi để Tèo xúc cho cô chú anh chị em xem nha. Gì vậy? Nội đúng không? Nội. Lên. Đó kìa anh. Đó. Rồi cô chú ơi, cái này được một con lương đây. Đó, đây, con gián chung nè cô chú anh chị. Đây, đó. Ngon lành. Làm em ngửa xuống. Ngước lên. Rồi, tới cái kế tiếp luôn cô chú ơi. Đó. Cái mô nào mô mấy nấy ha, Tèo độn cạp bá không à. Rồi, để Tèo xúc cho cô chú anh chị cùng xem nha. Hai con quá đã luôn rồi, ngon lành cành đào luôn, hai con luôn cô chú ơi. Đó. Quá đã luôn, quá sướng, quá sướng. Vô vô vô. Đó. Rồi bánh bánh đây còn không cô chú, bên đây nè, bên cái gõ này nè. Rồi hết rồi cô chú ơi. Cái gì? Bắn con nó đi chân trai đi nó nuôi chơi. Chào ông bà cô chú đi. Đây trai của Tèo nha cô chú, gái của Tèo nha. Mấy đứa uống đi con. Rồi tới cái tiếp theo luôn cô chú ơi. Nhà lấy nước chú. Con lấy nước uống đi, đậu dù lên nghe không? Nào mát hả ai? Rồi tới cái tiếp theo luôn cô chú ơi. Đứng đây nè. Đây đi nè, mẹ thấy.
Mẹ hai con luôn kìa. Đây cô chú. Hai con. Được hai con luôn. Quá đã luôn. Hai con luôn hả con? Dạ. Bên ơi, bên đâu ơi? Dạ, hả con? Xúc chưa? Xúc được con nào chưa? Đây, con này bự nè cô chú. Đó. Quá đã luôn rồi. Vô. Ngon lành. Đó, thành quả đây cô chú. Mới có mấy cái hả? Còn nhiều lắm cô chú ơi. Rồi, hết rồi. Mà thôi đi, ăn uống gì. Rồi, cái kế tiếp luôn cô chú ơi. Đúng là cảnh đồng quê ha. Rồi, tới cái kế tiếp luôn cô chú ơi. Đây, chỗ của Tèo đây. Cà bá luôn. Rồi để Tèo dẫn máy, Tèo xúc cho cô chú anh chị mình xem nha. Vui không con? Đi đồng vui không? Đây cô chú anh chị. Đó, con gắn trùng thấy kỳ lạ chưa? Rồi. Hết biết chưa? Đó, gắn trùng nãy lột chứ có gì đâu kỳ. Rồi bỏ vô luôn đi. Gắn trùng kia còn không? Có. Có lươn không? Ấy lên. Ấy lên đây có lươn không? Để cái xô ra ngoài đi. Rồi này không có lươn rồi cô chú ơi. Có được một con gắn trùng đang chuẩn bị lột, gắn trùng bạch tạng. Không có lươn con ơi, cái này có con gắn trùng mà. Rồi tới cạnh bên đây là bên miễu ông tà nha cô chú anh chị. À, đây là miễu ông tà nha, rất linh thiêng. Rồi tới cái ổ tiếp theo luôn cô chú ơi. Ra đây luôn đi em. Chỗ có kiến là chỗ dưới nước đó. Rồi cái này được hai con mà nãy nó xảy hết con rồi cô chú ơi, này được ba con chứ còn con nãy nữa rồi. Đây đó, này được ba con rồi cô chú mà xảy hết con nãy à. Con cá lầu kiến. Cá lầu kiến hả? Nhỏ xíu à, bỏ đi. Lưng bự ơi cô chú ơi. Anh lấy đi. Ừ, chị đi.
chuột hả? Ừ, con chuột cà bá luôn, như con chuột hồi bữa anh dài vậy đó. Con gắn nữa kìa. Ồ, con gắn trùng. Con gắn trùng cô chú ơi. Cô Lý rồi, con gắn trùng, miệng cái trùng này bự lắm à. Đó anh, đó, đó. Rồi, ê, để đi, để đi. Rồi, con chuột bự lắm cô chú ơi. Ừ, đó thấy không? Quá xá con chuột ơi. Đây cô chú. Trái luôn. Quá đã luôn, chút ô dính, chút mô dính chuột luôn nha. Ôi dạ. Ôi, con gái chà bá luôn. Em lấy cái gặp nãy em. Bỏ xuống này. Quá đã luôn. Chà bá. Mày hả mày? Đi vô luôn cô chú ơi. Đây cô chú. Hết biết con gắn chung chưa? Ôi, nó đã. Nè. Ôi, ôi, quá ngon luôn. Thứ già. Gắn chung gì là bự lắm nha cô chú. Giờ tình hình giờ săn bắt giờ hiếm lắm. Có hồi nãy có con lươn phải không? Con chị lươn. Nè, đây con lươn đó nè cô chú. Cái này được một con lươn, một con gắn chung, một con chuột. Có con góc luôn nè cô chú. À, thôi con góc không có bắt. Không có số không? Quá đã luôn. Cái này cũng không lỗ nha cô chú, được con chuột là thấy lời đó. Thấy sạc nữa hả? Ừ. Bắt đi. À, thả luôn. Thả đi. Rồi, tới cái tiếp theo luôn cô chú ơi. Lên cô chú ơi. Có còn lươn nào không? Quá đã luôn. Rồi bắt đi. Quá đã luôn cô chú ơi. Lươn gì không là ngon lắm nghe. Nó con chuột hồi nãy đó cô chú. Nãy đi lụm được cái gặp luôn, sẵn có con chuột đựng luôn. Rồi, trùng hợp gì đâu. Thôi đâu có gì đâu đựng con chuột. Ngon lành. Đó. Quá đã luôn. Rồi, cái kế tiếp luôn cô chú ơi. Cô chú ơi. Lên nha. Đó anh kìa đây kìa đây. Đó đó đó. Chụp chụp dính rồi. Dính rồi cô chú ơi. Đây đang bắt chưa? Chưa. Mới dướng bây giờ không vô. Đây. Được một con chuột nữa. Rồi kéo kéo lên đi rồi để xuống đây. Chuột này nhỏ hơn chuột nãy. Bắt luôn. Anh bỏ vô cho. Nhỏ hơn có chút xíu. Ha. Ừ. Đâu có mồi. Đây, được hai con. À, ngon lành cô chú ơi. Có mồi rồi. Mà bén cho con tử ra. Rồi, lên. Dạ hỏi mà tưởng đâu nó nữa chứ. Đây. Đây cô chú. Nãy được một con lươn rồi nha. Ủa một con chuột chứ. Giờ thêm được con lươn nữa. Quá đã luôn. Ngon lành. Vô thùng. Có con cá sặc nè, thôi không bắt cô chú rồi. Lên bờ. Chuột nữa cô chú ơi. Ấy da, bập cái mày. Ngon lành, ngon lành. Có chuột nữa. Chuột thì bắt chuột. Con gì bắt con này? Vào đây. Đó. Ba đó em đi. Vô một lòng. Cắn cho mày. Mẹ không thấy con hiệp quá ha. Biết gì lụm được cái bự bự á. Cái bự đâu lụm.
Rồi cái này không có lương cô chú ơi. Có được một con chuột. Rồi con chuột thì bắt con chuột. À, không có cua luôn hả? Ừ. Rồi cái tiếp theo. Không có cua mà mua màu chứ mày ghê chứ. Rồi nó canh rồi đó. Đó, quá ngon lành cô chú ơi. Quá sướng luôn. Vô. Ngon lành. Cái này cái cuối cùng luôn cô chú ơi. Cái cuối cùng hốt của chót đây. Đây cái cuối cùng hút hô chót nha cô chú. Đó, được hai luôn. Hai con lương chứ con cá chạch ngon quá. Lâu lắm mới thấy con cá chạch đồng á. Cá đồng giờ khan hiếm rồi cô chú ơi. À. Sao giờ đâu dính đâu, bữa nay dính cá chạch. Vô một con cá chạch. Một con lương. Đây một con nữa. À. Rồi, cái cuối cùng vậy là ngon lành lắm rồi cô chú ơi. Rồi tèo kiếm chỗ cao cao tèo que thành quả cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. Quá mệt. Rồi, mưa luôn rồi cô chú ơi. Rồi cô chú ơi, tèo cũng đã vô được tới nhà rồi. Hôm nay thành quả xúc mô lương của tèo được bao nhiêu đen rồi cô chú. Đó. Quá đã luôn cô chú. Đây. Ngon lành. Lớp nào cua nè, lương nè, rắn nè. Đó, quá đã luôn cô chú ơi. Như đây là nấu canh chua gắn bằm xào lá cách là vô địch luôn nha. Quá đã luôn, suốt suốt suốt. Rồi, tèo cũng xin kết thúc clip tại đây. Chúc cô chú mình xem clip thật nhiều sức khỏe nha.